ngày 28 tháng 4, Chủ nhật năm Phục sinh. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được nếu không dính liền với cây nho, các con cũng vậy nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, cây ấy sẽ sinh nhiều trái. Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy thì bị vứt ra ngoài như nhành nho và sẽ khô héo. Người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì cứ xin và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển, là các con sinh nhiều trái. Và như thế, các con trở nên môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Chúa Giêsu hiện diện trong mái ấm nhà mình. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sinh nhiều trái. Chúa Giêsu phải trở về cùng Chúa Cha, nhưng người luôn hiện diện, đồng hành và nâng đỡ các môn đệ của người còn đang nối tiếp sứ vụ cứu thế. Vì thế, người tha thiết mời gọi các môn đệ hãy ở lại trong người, nghĩa là đừng tách rời sự thông hiệp với người, sự thông hiệp với cả ba ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn các gia đình duy trì bền vững sự thông hiệp với người như cành nho trong một thân nho. Chính người là cây nho thật, cây nho của Thiên Chúa. Để từ đó, một vườn nho mới là giáo hội sẽ sinh tươi sống động, những mùa hoa trái tốt tươi là hồng ân cứu rỗi cho con người. Ở lại trong Đức Kitô cũng là lời tình tha thiết mà người muốn tỏ bày và mời gọi mỗi người, mỗi gia đình. Các gia đình hãy ở lại trong người với trọn niềm vui, với vững vàng lẽ cậy trông và nồng nàn tình yêu mến. Chính người, chính sức sống của người sẽ thực hiện tất cả mọi việc nơi con người hèn mọn của mỗi chúng ta. Bấy giờ, công việc của các gia đình sẽ mang lại hiệu quả tốt lành cho mình và cho mọi người là bình an, thiện hảo, hạnh phúc, ơn cứu rỗi và sự sống đời đời. Hãy ở lại trong Đức Kitô còn là chuẩn mực để các gia đình rà soát lại cuộc sống đức tin của nhà mình. Bao lâu chúng ta còn hướng chiều về những mụ mị bất chính, còn tội lỗi, còn đau khổ, còn bất hạnh, còn chán chường, là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã tách rời hay cắt đứt sự thông hiệp với Chúa Kitô như nhành nho khổ gãy. Chúa Giêsu không muốn chúng ta đau buồn thất bại. Chúa không muốn chúng ta chết khô. Chúa muốn các gia đình yêu mến Chúa, sống lời Chúa, sống nhờ Thánh Thể Chúa, để trổ sinh hoa trái là tình yêu gia đình bền vững. Lạy Chúa Giêsu, xin cho các gia đình yêu mến Chúa và luôn xác tín Chúa đang hiện diện trong mái ấm nhà mình. Amen. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã biết thân phận người chúng con là phải chết ngàn đời rồi tan biến trong hư vô. Chúa biết thân phận người mong manh như bụi tro, héo tàn như hoa cỏ. Chúa biết thân phận người tội lỗi, hư thân, về bóng sầu bất tận. Vâng, Chúa biết thân phận người,
Chúa xót đau với thân phận người, và vì yêu thương, Chúa cứu thân phận người khỏi chết muôn đời bằng cái chết và sự phục sinh của Chúa, để con người được sống lại và được sống đời đời trong nước Chúa. Xin xót thương, xin khoan dung, xin thứ tha, xin dẫn chúng con vào cuộc sống mới, cuộc sống phục sinh. Xin giữ chúng con luôn tin yêu và sống lời Chúa Kitô. Amen. Chúa cứu con khỏi chết muôn đời.
Chúa khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa, Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Xin Chúa giữ con luôn luôn tin yêu vào lời Chúa Kitô. Chúa xót thương, Chúa cứu con khỏi chết muôn đời. Xin Chúa khoan dung, Chúa thứ tha đời con vẫn vương tội. Lạy Chúa, Chúa xót thương, Chúa dẫn con vào cuộc sống mới. Xin Chúa giữ con luôn luôn tin yêu.